Dẫu có bị xử trảm, chặt đầu chân tay, móc mắt, cắt tai, xẻo mũi, cắt lưỡi, cưa thân thể ra từng phần, cũng không bao giờ có niệm ác với họ. Nếu ta nghĩ ác về họ thì đã phá hoại, làm mất đi tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm chướng ngại sở cầu trí nhất thiết trí, không thể nào làm lợi ích an lạc cho các hữu tình. Khánh hỷ nên biết, Đại Bồ Tát ấy trong lúc ta nói cũng được hết tội, trở lại lợi ích như cũ, không cần trải qua kiếp số luân hồi trong sanh tử. Ác ma không thể nào quấy nhiễu người ấy được, vị ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này Khánh Hỷ, các Đại Bồ Tát không nên giao thiệp với người cầu thanh văn độc giác thường. Giả sử có giao thiệp thì không nên sống chung. Nếu sống chung thì không nên bàn luận nghĩa lý với họ. Vì sao? Vì nếu cùng bàn luận nghĩa lý thì sẽ sanh tâm sân giận vân vân, hoặc lại phát ra lời hung ác. Nhưng các Đại Bồ Tát đối với loài hữu tình không nên có tâm sân giận vân vân, cũng không nên phát ra lời hung ác. Giả sử bị chặt đầu tay chân thân thể cũng không nên sân giận ác ngôn. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát nên nghĩ như vậy: ta cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì cứu vớt hữu tình bị các khổ trong sanh tử, để được hoàn toàn lợi ích an lạc. Vì sao ta lại làm việc ác với họ? Khánh hỷ nên biết, nếu đối với các loài hữu tình Đại Bồ Tát sanh tâm sân giận, phát lời hung ác, thì làm chướng ngại quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng là làm hư hoại vô biên pháp hành của bồ tát. Cho nên chúng Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì không nên sân giận đối với các hữu tình, cũng không nên phát lời hung ác với họ. Bấy giờ Khánh hỷ bạch Phật: bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát làm thế nào ở chung với Đại Bồ Tát? Phật dạy: này Khánh hỷ, các Đại Bồ Tát cùng Đại Bồ Tát sống chung hãy xem nhau như Thế Tôn. Vì sao? Nếu Đại Bồ Tát cùng Đại Bồ Tát trên dưới xem nhau nghĩ như vậy: họ là chân thiện tri thức của chúng ta, là bạn của ta, cùng nhau đi chung một thuyền. Chúng ta và họ, thời gian học, học xứ và pháp được học đều không khác nhau. Nếu người kia học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, thì ta cũng phải học. Nếu người kia học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thì ta cũng phải học. Nếu người kia học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thì ta cũng phải học. Nếu người kia học thánh tế khổ tập diệt đạo thì ta cũng phải học. Nếu người kia học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo thì ta cũng phải học. Nếu người kia học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì ta cũng phải học. Nếu người kia học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện thì ta cũng phải học. Nếu người kia học tám giải thoát cho đến mười biến xứ thì ta cũng phải học. Nếu người kia học tịnh quán địa cho đến Như Lai địa thì ta cũng phải học. Nếu người kia học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa thì ta cũng phải học. Nếu người kia học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa thì ta cũng phải học. Nếu người kia học năm loại mắt, sáu phép thần thông thì ta cũng phải học. Nếu người kia học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng thì ta cũng phải học. Nếu người kia học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả thì ta cũng phải học. Nếu người kia học nhân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ thì ta cũng phải học. Nếu người kia học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả thì ta cũng phải học. Nếu người kia thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thì ta cũng phải học. Nếu người kia học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì ta cũng phải học. Lại nghĩ như vậy: vì ta mà Đại Bồ Tát kia nói đạo Đại Bồ Đề, tức là bạn lành của ta, cũng là bậc đạo sư của ta. Nếu Đại Bồ Tát kia trụ vào tác ý tạp loạn, xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, thì ta sẽ không cùng họ học. Nếu Đại Bồ Tát kia lìa tác ý tạp loạn, không lìa bỏ tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, thì ta sẽ cùng học với họ. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát có thể học như vậy thì sẽ mau được viên mãn tư lương bồ đề. Khi Đại Bồ Tát học như vậy gọi là học bình đẳng với các Đại Bồ Tát.